Kính thưa quý vị, Tường Minh xin kính chào tất cả quý thính giả khắp nơi đang nghe trên làn sóng 1560 AM Đài Việt Radio. Và sau đây là chương trình Câu chuyện Việt Nam do anh Kevin Ngô cũng như là Tường Minh phụ trách. Cấp tiến trong chương trình ngày hôm nay thì có những vị khách mời sau đây, đó là nhà văn Hoàng Chính từ Canada. Kính thưa quý vị, nhà văn Hoàng Chính sinh ngày 14 tháng 5 1954 tại Hải Phòng, tốt nghiệp y khoa Sài Gòn năm 1979 và định cư tại Canada từ năm 1983. Anh cũng đã cộng tác với nhiều tạp chí văn học trước cũng như sau năm 1975. Ngoài ra thì góp tiếng trong chương trình ngày hôm nay cũng có hai giọng nói của các bạn trẻ hải ngoại, đó là Tường Nhã và Thanh Hương. Tường Minh xin gửi lời chào đến quý anh chị. Dạ, xin chào Tường Minh và xin chào quý khán thính giả. Dạ, và mời Tường Nhã. Xin chào quý vị thính giả của đài, mà xin cảm ơn buổi trò chuyện hôm nay. Và xin chào chị Thanh Hương. Thanh Hương xin kính chào quý vị thính giả của đài radio và xin chào Tường Minh và anh Hoàng Chính và Tường Nhã. Dạ vâng, và chủ đề hôm nay thì như quý vị đã biết trong chương trình Câu chuyện Việt Nam, hiện nay thì Quốc hội Việt Nam đang bàn luận về dự thảo luật hành chính gọi là đặc khu kinh tế gì đó, trên cái cơ sở pháp lý để các ban ngành xây dựng một cái đặc khu kinh tế trong tương lai với cái thời gian cho thuê đất là 99 năm. Thì qua theo dõi, các đặc khu kinh tế đang được dự định xây dựng ở Bắc Văn Phong, ở Phú Quốc, Vân Đồn, dường như là mô phỏng trong các khu đặc khu kinh tế của Trung Quốc được xây dựng từ cuối năm 1970. Thì trước tiên chắc là Tường Minh sẽ gửi câu hỏi đến cho anh Hoàng Chính. Thưa anh, đặc khu kinh tế là gì vậy anh? Thưa Tường Minh, thì theo như tôi được biết đó, là đặc khu, hai cái đặc khu là tóm tắt lại từ cái chữ đặc khu kinh tế, nhưng mà đó chỉ là cái định nghĩa tổng quát mà thôi. Có nghĩa là mọi người, người ta để cho dễ hiểu, người ta dùng cái chữ đó. Nhưng mà thực sự những cái mà đã nằm ở bên trong, những cái nội dung của cái chữ đặc khu kinh tế đó, thì thường thường là người ta giấu, và hoặc là có nói ra thì cũng nói không rõ ràng. Thành ra, theo như tôi được biết, thì, và tôi cũng tin là đặc khu kinh tế nó chỉ là những cái từ ngữ dùng để mà che giấu tất cả những cái gì mà ẩn chứa ở bên trong, trong cái mà cái chương trình dài hạn của những cái người mà họ sử dụng nó như là một cái hình thức để mà biến đổi cái vùng đất đó hoặc là để chiếm đóng cái vùng đất đó. Thành ra đặc khu kinh tế theo như định nghĩa của những cái nhà làm, những cái người làm kinh tế là một chuyện, nhưng mà của những cái người mà đứng ra ký những cái giấy đó để nhận cái vùng đất đó thì là một chuyện khác. Và như là anh Hoàng Chính vừa mới giải thích, đặc khu kinh tế cũng chỉ là một cái tên để mà che giấu những cái việc tiếp theo của Trung Quốc đang muốn thôn tính Việt Nam mà thôi. Tuy nhiên thì cái dự định cho thuê đất 99 năm, thưa quý anh chị, thì tại sao là 99 năm, không có là 100 năm? Thí dụ như là người dân ở Việt Nam thì người ta có quyền sử dụng đất là 50 năm, vừa rồi thì Formosa họ tăng lên là 70 năm, và bây giờ là 99 năm, tại sao không phải là con một số chẵn mà là 99 năm, thưa quý anh chị? Vâng, thì tôi cho rằng là cái con số 100 năm thì thay vì nói 100 năm thì người ta nói 99 năm. Thì cái này nó không phải là điều quy định nhất định, nhưng mà chúng ta vẫn thường hiểu là đời người là 100 năm. Thì nó trải qua, coi như là suốt cái cuộc sống của mình, là nếu như mình sống may mắn được 100 năm á, thì cái chuyện mà theo đất đó nó cũng nằm tương đương với cái một đời của một người. Nhưng mà về cái khía cạnh kinh tế đó thì dường như người ta còn có những cái giải thích là cho mướn 99 năm thì cái thời gian nó đủ dài để cho cái người mướn cảm thấy yên tâm, và họ có thể dùng hết tất cả cái năng lực, họ có thể dồn tất cả những cái nỗ lực của họ để mà phát triển cái vùng mà họ mướn. Thì họ không có sợ là ví dụ như mình bỏ ra 10 năm, 20 năm rồi mình xây dựng cái vùng đất đó rồi, thì còn thêm 10 hay 10, 20 năm nữa thì nó đã hết hạn. Tức là nếu mà tôi mướn 50 năm thì nó như vậy. Và người ta sẽ không cảm thấy yên tâm để đầu tư một cách tích cực vào trong cái vùng đất mà họ mướn. Thành ra đó, nếu như tăng lên 70, nó cũng hơn được một tí thôi. Nhưng mà tới con số 99 năm, thì dường như là đã có một cái điều mà nó thuộc về cái quy định của quốc tế là trong cái vấn đề
sử dụng những cái vùng đất cho mướn là cũng như các quốc gia trên thế giới, khi mà người ta cho mướn đất người ta dùng cho 99 năm, thì cái đó có lẽ cũng như là một cái tập quán quốc tế rồi. Nhưng mà trở lại cái phần đầu á, tức là nó thuận lợi cho cái việc mà người ta dùng cái vùng đất đó, người ta dồn tất cả mọi nỗ lực vào đó để mà khai phá nó, để mà biến nó trở thành những cái nguồn lợi kinh tế. Thì có lẽ là như vậy mà chúng ta hãy nghe người ta dùng con số 99 cho cái việc mà cho thuê đất từ mình. À, dạ Phân, không biết là chị Thanh Hương có bổ sung gì về cái con số 99 năm này không ạ? À, thật ra khi mà mình nghe được cái tin mà 99 năm thì trong lòng mình thật là bất an. Vì như Tường Minh và các bạn trẻ ở hải ngoại thì chúng ta xa quê hương, thành ra là chúng ta có thể là không biết là Tường Minh như thế nào, nhưng mà đối với Thanh Hương thì mình cảm thấy là mình hơi bị bất lực với những cái gì đang xảy ra trên quê hương của mình, vì mình cảm thấy là cái tiếng nói của mình nó không còn cái sức mạnh để mà ảnh hưởng thay đổi cái xảy ra tại đất nước Việt Nam hiện nay. Và giống như là Thanh Hương tin rằng là có nhiều về những cái sự mà tác hại của việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho Trung Cộng thuê đất 99 năm trên quê hương Việt Nam, thì chúng ta thấy là cái sự phản hồi, cái sự mà phản đối của người dân Việt Nam tại quốc nội và những người mà xa quê hương Việt Nam như Thanh Hương đây, thì chúng tôi hầu như là phản đối cái việc cho thuê đất 99 năm đó. Thì cái đó là cái con số mà quá lâu, quá dài cho một cái thế hệ, 2-3 thế hệ sau này, và cái ảnh hưởng việc mà bị Việt Nam bị thôn tính bởi Trung Cộng nó quá cao, cái sự nguy hiểm nó quá cao. Thành ra nếu mà được lên tiếng thì Thanh Hương muốn nói là mình phản đối cái việc mà nhà cầm quyền Việt Nam cho Trung Cộng thuê đất 99 năm. Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Hương. Và trở lại với nhà văn Hoàng Chính. Thưa anh, khi mà chúng ta nghe cái chữ đặc khu, nó có một cái gì đó nó dần giống như là ngày xưa mình nghe về mật khu cũng như là chiến khu, những cái đặc khu kinh tế của Trung Quốc ở trên thế giới. Hiện bây giờ thì có những cái khu vực mà họ xây dựng, cũng như ngay cả ở Việt Nam trong cái khu Formosa, thì người dân cũng như là chính quyền cũng rất là khó kiểm soát phía bên trong của đặc khu đó. Thưa anh, có nhận xét gì về cái vấn đề này, thưa anh Hoàng Chính? Yeah, thưa cô Tường Minh và thưa tất cả quý vị khán giả, thì tôi nhận thấy là cái chữ đặc khu đó trong ngữ tiếng Việt tự nhiên nó có thấy nó rất là gần với cái chữ đặc khu và cũng gần luôn với chữ chiến khu, nhưng mà cái sự mà tương đồng với nhau về một cái chữ ở trong cái cặp từ ngữ đó nó không hẳn là chỉ đơn giản như thế mà nó còn có cái ý nghĩa sâu sắc nữa. Là tôi thấy rằng ví dụ như là cái đặc khu bây giờ một cái vùng nào đó, giả dụ như là Phú Quốc chẳng hạn, hay là Vân Đồn, hay là Bắc Vân Phong, nó trở thành đặc khu của Trung Cộng đó, thì nó chính là một cái mảnh đất của Trung Cộng ở trên đất nước Việt Nam. Bởi vì nhà cầm quyền Việt Nam sẽ không có quyền hạn gì đối với cái vùng đất đó nữa trong vòng 99 năm. Và cái luật pháp ở trong cái đặc khu đó là cái luật pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Cộng, chứ không phải là luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Cộng nữa. Thành ra, dù muốn hay không, thì khi nó đã thành đặc khu, thì nó là một vùng đất bất khả xâm phạm của người Tàu ở Việt Nam. Và bởi vì cái người mà nó thuê cái đất đó, thì tôi nghĩ nó là thuê, nhưng mà thực sự là chủ của cái vùng đất đó, thì nó có quyền hạn cho dân chúng đi ra đi vào, tức là dân chúng của người Hoa đã đi vào cái vùng đất đó mà thoải mái tự nhiên, không cần giấy tờ gì nữa. Thì những cái người đó họ có thể đi ra ngoài, ra khỏi cái đặc khu đó để mà làm bất kỳ những cái chuyện gì hợp pháp hay là không hợp pháp, nhưng mà đa số thì sẽ là bất hợp pháp. Họ sẽ quấy phá, nhưng mà khi mà có vấn đề gì để đấu đương đầu của luật pháp Việt Nam, nó mới đơn giản là chẳng dụ, ví dụ như họ ra ngoài cướp bóc cướp của người đi, công an Việt Nam có đuổi, họ chạy vào trong đặc khu là cái đặc khu đã đóng cửa lại, thì công an đứng ngoài thôi, họ không có quyền hạn gì để được vào nữa, bởi vì đó là đất của nước Trung Hoa, nước Trung Cộng. Thành ra đơn giản lúc đó cái đặc khu nó biến thành mật khu, tức là nó dùng cái nơi đó để mà làm những cái để
mà làm nơi để mà xây dựng, để mà bồi tắm những cái gì đó mà không thể nào biết được. Và trong tương lai nó có thể là trở thành những cái nơi mà đào tạo quân đội để mà như là một cái lực lượng nội công ở ngay trên đất nước Việt Nam này. Rồi khi mà có cái gì căng thẳng đó, thì khi mà cái đặc khu nó trở thành chiến khu, là đã luôn có sự căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Cộng đi, đã luôn là Đảng Cộng sản Việt Nam dám đứng lên để mà cãi lại Đảng Cộng sản Tàu đi, thì lúc đó cái sự căng thẳng nó sẽ biến cái đặc khu qua thành mật khu và nó trở thành chiến khu. Và lúc đó chúng ta, người Việt, sẽ rất là đau khổ, bởi vì mình có một cái mạng ung thư khổng lồ ở trên da thịt mình mà mình không làm gì được hết. Thì trở lại cái nhận xét ban đầu là chúng ta thấy ba cái chữ đặc khu, mật khu, chiến khu nó rất là liên hệ rất gần với nhau, nhất là khi mà cái mảnh đất đó để được chiếm ngự bởi những người mà đến từ cái nước Cộng hòa Nhân dân Trung Cộng. Dạ vâng, như là anh Hoàng Chính cũng đã vừa phân tích là có những cái ung thư, những cái vết ung thư lở loét ở trên cái cơ thể của mình mà mình không làm gì được, và những cái vết ung thư đó là như những cái địa điểm mà chúng ta đã thấy là Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và ở Phú Quốc, những cái địa điểm rất là chiến lược, phải không thưa anh Hoàng Chính? Dạ vâng, thì chúng ta cũng biết là ba cái địa điểm mà nhà nước Việt Cộng dự tính là cho tới 1999 năm đó, thì Vân Phong là cái điểm mà cực đông của Việt Nam, tức là nó là cái nơi mà gần nhất với các căn cứ quân sự của Trung Cộng ở Đại Trường Sa. Và cái địa điểm, cái địa thế của Vân Phong nó cũng rất là đặc biệt, là một bên là núi và phía bên kia là biển. Và cái tuyến đường duy nhất để có thể nối liền giao thông giữa Bắc và Nam của nước Việt Nam á, là quốc lộ số 1. Và người ta chỉ cần cái lực lượng rất là nhỏ thì sẽ có thể chế ngự, có thể cắt đứt cái đường giao thông đó ngay tại cái khu vực Vân Phong. Rồi chúng ta thấy là Vân Phong đó, từ cái địa điểm Vân Phong đó mà đi xuống cái quốc lộ 26, nếu chúng ta coi bản đồ Việt Nam thấy quốc lộ 26, thì cái đoạn đường nó dài chỉ có hơn 100 km thôi là sẽ tới Tây Nguyên. Mà Tây Nguyên thì từ lâu đã được coi là một cái địa điểm chiến lược rất là quan trọng của cả khu vực Đông Dương, chứ không phải là chỉ riêng Việt Nam. Mà phía bên kia của Tây Nguyên lại là nước Campuchia, nước Miên. Và cái nơi đó là cái nơi mà rất là thân Trung Cộng. Và quân đội của Trung Cộng cũng nằm ở đó sát biên giới Việt Nam từ lâu lắm rồi. Thì chúng ta thấy từ cái điểm mà Vân Phong đó, thì ở phía bên ngoài chúng ta phải nhớ là có biển nữa, và cái vùng biển đó nó cái độ sâu cũng khá cao, tức là họ đo cho biết là nó cao trên độ sâu đó hơn 20 mét, và cái độ sâu đó thì đủ sức đón tất cả mọi tàu bè lớn hoặc nhỏ, và nó có thể là cái nơi mà hải quân Trung Cộng có thể ồ ạt kéo tới để mà đổ bộ vào đất nước Việt Nam. Thì khi mà người tàu quân Trung Cộng mà kiểm soát được cái bên Vân Phong, thì kể như là nó kiểm soát được cả một khu vực của vịnh Bắc Việt, bởi vì cái khu vực đó cái tầm quan trọng nó cũng không thua gì vịnh Cam Ranh. Thành ra tôi cũng không hiểu tại sao mà người ta không nhận ra, khi mà dùng cái người ta, tức là mấy cái người mà trong Bắc Bộ phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Quốc hội Việt Nam, những người đó tại sao không nhận ra được rằng đó là một cái địa điểm chiến lược vô cùng quan trọng, và chỉ cần một lực lượng rất là nhỏ họ có thể thôn tính cái nguyên trọn vẹn cái phần đó của nước Việt Nam. Thì đó là cái lý do tại sao mà mọi người cảm thấy là một cái chuyện mà cho người tàu thuê cái đất Vân Phong tới 99 năm là một điều cực kỳ nguy hiểm và cực kỳ dại dột, và để lại di hại cho không biết bao nhiêu đời sau của con cháu chúng ta ở Việt Nam. Thưa quý vị cũng như là quý anh chị, thì có một tay là tiến sĩ giấy có tên là Nguyễn Đức Kiên đã phát biểu rằng là tại sao người ta cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu ở những cái nước ngoài giống như là Úc, Pháp mà
Hoa Kỳ cũng như là Canada đều có những cái khu giống như là Chinatown ở California, có Little Sài Gòn. Ở đó thì toàn người Việt nói bằng tiếng Việt, thì họ so sánh đó cũng giống như là những cái đặc khu của Trung Quốc. Theo anh nghĩ gì về cái nhận xét này cũng như là thưa quý vị? Dạ, phần này xin đầu tiên là xin nhường lại cho Thanh Hương và Tường Nhã, nếu mà có ý kiến đóng góp gì thì chứ nãy giờ tôi nói hơi nhiều nhưng sau đó thì tôi sẽ tham gia vào. Dạ vâng, thì mình cũng đã xem qua, mình đã thấy cái câu phát biểu này, thì mình có những ý kiến như sau. Thì thứ nhất là những cái nơi mà Chinatown ở những thành phố trên thế giới thì cái địa lý, cái hình, cái mô hình nó hoàn toàn khác với những cái đặc khu tại Việt Nam sắp sửa bị Quốc hội thông qua. Vì đất nước Việt Nam thì chúng ta nằm sát bên cạnh Trung Quốc, và những cái khu những cái nơi đặc khu này thì những cái hiểm họa như anh Hoàng Chính đã trình bày trước đây, thì chúng ta thấy là cái sự nguy hiểm nó vô cùng cao. Và cái luật lệ ở Việt Nam thì chúng ta biết rồi, thì hầu như là đảng, công an, quân đội là chỉ bảo vệ đảng mà thôi, cho nên cái quyền lợi của người dân hoàn toàn là không phải là cái nhiệm vụ, trách nhiệm của công an hay là quân đội. Vì cái trách nhiệm của công an hay quân đội là chỉ bảo vệ cho quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thì chúng ta biết rồi, thì quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam là chỉ gom những cái gì mà có lợi thuộc về họ để mà giữ đảng, giữ chức và giữ những cái đặc quyền, quyền lợi của họ. Cho nên là cái quyền lợi của người dân là coi như là không có được bảo vệ. Còn những cái nơi mà ví dụ như San Francisco, những cái Chinatown tại thành phố Toronto, thì chúng ta biết là người dân, những người di dân ở đây họ sống, họ rất là ôn hòa, họ không có những cái khu đặc khu, thì người mà bản xứ vẫn có thể ra vào một cách thoải mái, chứ họ không có bị đóng cửa. Thành ra là chúng ta không thể nào mà so sánh một cách mà khập khiễng như vậy được. Hai cái so sánh nó hoàn toàn không có đồng. Thì cái không biết cái tiến sĩ này học ở đâu mà nêu ra những cái so sánh quá khập khiễng như vậy. Thì đó là cái nhận xét của mình. Anh Hoàng Chính có tiếp lời gì không ạ? Vâng, anh Hưng nhận xét rất là đúng, bởi vì cái lực lượng cảnh sát, công an ở Việt Nam đó, thay vì bảo vệ người dân đó, thì họ cái nhiệm vụ của họ, nhiệm vụ mà tối hậu của họ là bảo vệ đảng, thành ra mình chẳng có trông mong gì ở cái lực lượng đó hết á. Còn riêng về cái chuyện mà cái anh chàng tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên đó, ông nói, thì tôi xin lập lại nguyên văn cái câu ông nói như thế này là: tại sao lại cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu? Tại sao Úc, Pháp, Mỹ đều có Chinatown, ở California mình cũng có Little Sài Gòn, ở đó toàn người Việt nói bằng tiếng Việt, thì bang California có lo ngại về vấn đề an ninh quốc phòng hay không? Thì thực sự nghe cái câu đó thì tôi cảm thấy rất là buồn cười. Về cái chuyện mà những cái lập luận của ông ta thì không thấy ở trong đó, chỉ đưa cái nhận xét thôi. Nhưng mà cái câu khôi hài nhất là ở California mình có Little Sài Gòn. Tôi không hiểu là cái đám đầu trộm đuôi cướp ở trong nước Việt Cộng nó họ xem Little Sài Gòn là của mình từ bao giờ. Đây là cái thái độ là nhận phơ, hay là ông ta gián tiếp bộc lộ cái ý đồ là chẳng bao lâu chúng ta sẽ thôn tính luôn Little Sài Gòn. Đúng là cái thái độ của những tay trộm cướp, thưa quý vị. Dạ vâng, và Tường Minh sẽ có một cái câu hỏi cho chị Tường Nhã. Nãy giờ chị Tường Nhã hơi im lặng một chút. Có những người ở trong nước á, thì họ mới nói là tại sao những người ở hải ngoại á, trong chăn ấm nệm êm rồi mà cứ xúi dục chúng em xuống đường để mà phản kháng. Không biết là chị có câu trả lời gì cho những người ở trong nước hay không, thưa chị Tường Nhã? Mình cũng có theo dõi một số những cái tranh luận đa chiều ở trên Facebook và trên các trang mạng, thì mình cũng có đọc được một số những cái comment tương tự như thế, và mình cảm thấy rất là đau lòng, bởi vì cái từ xúi dục nó là một cái từ rất là nặng nề, nó ám chỉ việc mình tác động người khác làm cái việc mờ ám, mà trong cái sự việc này thì cái sự mờ ám chỉ áp dụng cho phía nhà cầm quyền cộng sản đang bán nước mà thôi. Thật ra đó thì đồng bào hải ngoại chỉ muốn lên tiếng để đồng bào trên nước biết đang có hiểm họa, để họ thức tỉnh, để biết là có đồng minh, để cho các bạn can đảm hành động.
lên tiếng để cổ vũ các bạn hăng hái tiến bước, để mà cung cấp những cái thông tin để các bạn biết những cái gì các bạn làm là chính nghĩa. Bởi vì thật sự đồng bào hải ngoại chỉ có thể giúp tinh thần và vật chất, còn đất đai lãnh thổ thì phải do các bạn trong nước bảo vệ thôi. Cho nên khi mình nghe như vậy thì mình cảm thấy rất là buồn, là những cái gì mà hải ngoại đang làm bây giờ không có được đón nhận. Đây là chỉ là một số ít thôi. Mình vẫn cảm thấy là số đông những người trong nước cũng rất là đón nhận những cái sự ủng hộ của cộng đồng hải ngoại. Dạ đúng rồi, Tường Minh cũng đồng ý với chị Tường Nhã về cái vấn đề này. Người hải ngoại ủng hộ cho những người ở trong nước. Bây giờ có những người thì cứ kêu gọi là phải kêu cứu với đảng, kêu cứu với quốc hội ơi. Nhưng mà chúng ta phải kêu là nhân dân ơi thì mới đúng, phải không thưa quý chị? Vâng, cái đó thì mình đồng ý với Tường Minh. Thì xin cho mình nói thêm một chút xíu nữa. Thì mấy ngày nay mình cũng rất là... không biết là nó mất ngủ hơi quá không, nhưng mà thật sự là mình cũng đã mất ngủ về cái vấn đề này. Thì mình cũng đã suy nghĩ và mình cũng đã nói chuyện với một số người bạn của mình. Thì cái câu hỏi mà Thanh Hương tin rằng bất kỳ người dân Việt nào từ trong nước ra tới hải ngoại, những người mà đang quan tâm tới tình hình của Việt Nam, những cái vấn nạn đang xảy ra trên quê hương của mình, những người mà thật sự có lòng yêu quê hương, yêu Việt Nam mà muốn cho Việt Nam thoát khỏi tay Cộng sản, nhưng mà họ có một cảm giác là không biết phải làm sao, làm gì. Thì mình nghĩ là bây giờ cũng coi như là cũng không, thật sự cũng không còn cái đường nào khác nữa hết. Chúng ta cũng giống như là gần như là bị dồn vào đường cùng rồi. Thì chỉ còn còn cách là làm sao mà chúng ta có thể cắt đường tài chánh của Cộng sản mà và giúp cho người dân thức tỉnh được và họ phải tự đấu tranh cho quyền lợi của họ, thì lúc đó họa may thì mới có thể lật ngược lại thế cờ để mà chúng ta giành lại quyền bảo toàn lãnh thổ Việt Nam. Chứ mà cứ nếu mà cứ chửi hay là cứ ký những cái kiến nghị cho quốc hội thì Thanh Hương nghĩ là nó chẳng đi về đâu, vì chúng ta biết là quốc hội là chỉ là bù nhìn mà thôi. Còn công an hay là quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ sẽ không bao giờ đứng về phía của nhân dân. Thành ra bây giờ Thanh Hương nghĩ là đã đến lúc mà người dân phải thức tỉnh để mà họ nắm lấy tương lai và vận nước vào cái sự mà kiểm soát của chính họ, và không còn có thể mà chờ mong hay là ngồi than khóc nữa. Chúng ta đã qua giai đoạn đó rồi và đã đến giai đoạn chúng ta phải hành động. Dạ vâng. Mình cũng muốn tiếp lời những cái gì mà bạn Thanh Hương nói, thì mình muốn nhắn nhủ các bạn trong nước là đừng có sợ hãi nữa. Khi mà đồng bào bỏ xứ vượt biên mấy chục năm trước, mình đã bỏ xác trên biển rất là nhiều, đã bị hãm hiếp, đói khát và chết hàng loạt. Nhưng mà nhờ cái tinh thần quật cường đi tìm tự do đó đã đá động được nhiều tổ chức nhân đạo và mình đã được cứu vớt sang một số nước tự do. Thì dĩ nhiên đất nước của mình thì mình phải có trách nhiệm bảo vệ, không có nên lệ thuộc nhờ vả ai. Nhưng mà nếu các bạn trong nước còn nghi ngờ rằng người Việt hải ngoại không đủ sức để trợ giúp các bạn, thì các bạn hãy tự tìm đường sống trong cái tinh thần can đảm hy sinh bảo vệ dân tộc. Thì mình tin là các bạn sẽ nhận được rất là nhiều sự đồng cảm từ thế giới. Mình cảm thấy là các bạn không có dân tộc như là các bạn vẫn nghĩ. Nguyễn Trãi đã có nói là đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân. Mình tin là đồng bào trong nước có đủ sức mạnh và quyền hành để chống lại cái việc bán nước này. Và cũng giống như bạn Thanh Hương đã nói là bây giờ là đến lúc đã hành động, chứ không thể nào mà ngồi chờ được nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đang nghe chương trình Câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay, với sự góp tiếng của nhà văn Hoàng Chính từ Canada, cũng như hai bạn trẻ Thanh Hương và Tường Nhã. Tường Minh xin phép dừng chương trình đôi phút để mà chạy vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục với câu chuyện về cái chuyện những cái đặc khu với thời gian cho thuê đất cho
Trung Quốc là 99 năm. Xin quý vị cũng đừng rời làn sóng và xin quý anh chị trên đường dây hãy giữ đường dây và chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio 1560 AM. Kính thưa quý vị, và đây là chương trình Câu chuyện Việt Nam hàng ngày hôm nay với sự góp tiếng của nhà văn Hoàng Chính từ Canada, cũng như hai bạn trẻ đó là Tường Nhã và Thanh Hương, những người sinh sống ở hải ngoại cũng đã góp tiếng nói trong chương trình này. Và Tường Minh xin quay trở lại với chương trình, đó là việc mà Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đang chuẩn bị để mà có thể thông qua cái dự luật về thành lập một cái khu đặc khu kinh tế cho Trung Quốc thuê với thời gian là 99 năm. Đặc khu này đó, mặc dù là bây giờ Quốc hội đang làm mọi cách để mà có thể biểu quyết, tuy nhiên thì mới đây trong nước cũng đã đưa ra những cái hình ảnh là hoặc dù là chưa có thông qua cái luật đặc khu, nhưng mà xe thì đã đi vòng vòng và treo những cái biểu ngữ về những cái đặc khu này. Thì không biết là cái này là đã coi như là để chỉ hợp thức hóa mà thôi, hay là coi như là bán nước xong rồi, thưa quý anh chị? Thì thưa quý vị thính giả cũng như là thưa Tường Minh, thì chúng ta cũng biết là cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam đã ký cái thỏa ước thành đô đó, để mà cố gắng biến Việt Nam thành một cái huyện hoặc là một cái quận nhỏ của Trung Cộng, và họ sẽ cố gắng hoàn tất cái chuyện đó vào năm 2020. Thì có nhiều người khi mà nghe cái tin đó thì họ nói rằng cái này là ảo tưởng, hoặc là cái chuyện này là bịa đặt thôi, chứ làm gì mà dữ dội như vậy. Ngay cả với những người bạn của chúng ta ở trong nước, những người mà như chúng tôi ở trong cái giới viết văn đó, chúng tôi quen nhiều người viết, họ vẫn còn rất là tin tưởng vào cái sự rằng thì là ở trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là trong cái Quốc hội sẽ có nhiều người cũng còn tấm lòng với quốc gia. Nhưng mà tôi cũng không có mấy tin tưởng vào điều đó. Họ có tấm lòng với quốc gia, với tổ quốc, với cái tương lai của dân tộc, nhưng mà họ cái cuộc sống của họ nó đã buộc chặt vào với những cái lề thói của cái cách suy nghĩ của những người sống ở dưới chế độ cộng sản một thời gian rất là lâu dài, và những cái lớp sống đó nó khiến họ chỉ có một con đường thôi, là tìm đường để cho con cháu mình ra nước ngoài qua các nước tư bản để mà sống, để mà được yên thân. Rồi cái chuyện gì xảy ra sau đó thì lại xảy ra cho người khác chứ không phải xảy ra cho họ. Thành ra cái việc mà từ từ cái bên phía cái nước mà khổng lồ ở phương Bắc đó, họ tìm cách dần dần tràn ngập lãnh thổ của chúng ta. Đó là chuyện nó sẽ xảy ra, nó đang xảy ra, và nó sẽ tới một lúc nào đó người Việt Nam sẽ là người dân tộc thiểu số ở trên cái đất nước Việt Nam, và Việt Nam chắc rồi cũng sẽ không còn cái tên nữa. Mặc dù chúng ta có lạc quan bao nhiêu chăng nữa, nếu chúng ta không làm một cái gì đó cụ thể thì cái hậu quả nó sẽ xảy tới, mà nhiều khi nó xảy ra sớm hơn năm 2020. Là ví dụ như chúng ta thấy trên tràn ngập trên những cái hình ảnh trên Internet chẳng hạn, những du khách người Tàu họ tới Việt Nam, họ mang những chiếc áo thun. Ban đầu thì họ mặc áo bên ngoài, nhưng mà họ sau khi mà vào trên đất nước của Việt Nam rồi, họ cởi áo ngoài ra, thì ở sau lưng của họ là cái bản đồ của nước Trung Hoa, và có cái đường lưỡi bò ở trong Biển Đông là lãnh thổ của Trung Hoa. Đó là một cái điều mà họ khẳng định với tất cả những người Việt của chúng ta đó, đây là lãnh thổ của chúng tôi, các bạn chẳng có làm gì được hết á. Thì rồi mới đây thì như chị Tường Minh vừa nói đó, là chúng ta thấy cái xe cộ gì nó ở cái hình như là Lạng Sơn hay là một cái thành phố nào ở phía Bắc đó, những đoàn xe của người Tàu họ chạy một cách thoải mái trên đường phố, mà đi hàng đoàn và chớp đèn theo cái lối mà ở bên này mình chớp đèn emergency, mà nó chạy thong thả trên đường phố, không ai làm gì được hết. Đó là một cái dấu hiệu chứng tỏ rằng là Việt Nam của các bạn không còn đâu. Đó là cái lời mà của những người Tàu, trong đầu của họ, họ muốn nói thẳng với chúng ta như thế. Họ muốn nói thẳng rằng đây là đất nước của Trung Quốc. Dạ vâng. Xin cho Thanh Hương tiếp lời của anh Hoàng Chính. Thì đây thì Thanh Hương cũng xin trích ra một đoạn từ trong quyển sách của anh Đặng Chí Hùng. Thì trong cái đây có viết như sau. Thanh Hương xin đọc cái đoạn này, chia sẻ cùng quý vị thính giả và quý anh. Như vậy, từ sau kết thân với Trung Cộng năm 1990, Việt Nam hầu như luôn ở thế sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ các lãnh tụ Bắc Kinh, mà năm 2013,
Trương Tấn Sang đã thêm một lần nhấn mạnh. Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Coi đây là chính sách cơ bản, nhất quán, lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chính vì thế mà báo chí Bắc Kinh đã nhận định về mối bang giao với Việt Nam bằng một giọng điệu không cần che giấu như sau. Chiến tranh ngoại giao Trung Quốc thắng lớn chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc đã thu phục một chư hầu đời nay chỉ cần 10 văn kiện hợp tác toàn diện. Thì chúng ta thấy là như anh Hoàng Chính đã nói là người Trung Quốc đã xem Việt Nam là của họ rồi. Và cái đảng Cộng sản Việt Nam là cái đảng bán nước, họ quốc hội chỉ là bù nhìn mà thôi, thì bây giờ chúng ta có kiến nghị với họ cũng bằng thừa. Cho nên thì Thanh Hương nghĩ là đã tới lúc chúng ta phải toàn dân cùng nhau đoàn kết lại để mà tố cáo họ ra tòa án quốc tế, để mang những cái tội ác của họ ra tòa án quốc tế, để cho thế giới thấy được chính nghĩa ở đâu, và chúng ta có thể dùng những cái đó để mà buộc các nước như Mỹ, Nhật hay Úc cắt đứt đường dây tài chính của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì hy vọng từ đó mà chúng ta mới có cơ hội để mà trở nước cờ. Thì cái đó là một chút tâm tư của Thanh Hương. Dạ vâng, thì những người Việt còn một chút tình với quê hương dù ở trong nước hay là ở hải ngoại, với giống nòi thì cũng đã lên tiếng phản đối ở khắp nơi. Chúng ta đi lên Internet hay là vào Facebook cũng gặp những lời phản đối, tất cả mọi nơi đều có những lời phản đối. Tuy nhiên thì nhiều người cho là những cái lời phản đối đó chưa đủ và cũng chưa có đúng cách, bởi vì họ kêu gọi quốc hội thì đừng có bỏ phiếu. Tuy nhiên thì như những gì mà ta đã thấy, sáng nay thì cái đoàn xe Trung Cộng tiếp tục đi qua cửa khẩu Móng Cái tiến vào Vân Đồn, thì chúng ta cũng đã thấy rồi, thì có lẽ là đất nước của chúng ta đã không còn nữa, không phải đợi tới giữa tháng 6 này khi mà quốc hội biểu quyết cho cái dự luật này. Nhiều người nói thì im lặng cũng là một cái tội ác. Thưa quý chị, quý chị có suy nghĩ gì về cái vấn đề này? Tại sao những người ở Việt Nam vẫn còn chờ và vẫn còn sợ? Thưa chị Thanh Hương. Mình nghĩ là người Việt Nam vẫn còn chờ, vẫn còn sợ vì có rất là nhiều lý do. Có thể vì kinh tế, lợi ích cá nhân chẳng hạn, hoặc là họ chưa có một cái đường lối cụ thể nào mà họ có thể tin tưởng để mà họ... họ cùng nhau để góp sức để mà lật đổ Đảng Cộng sản. Thì nhân đây thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ là công việc mà tố cáo Đảng Cộng sản ra tòa án quốc tế đã có một nhóm người, trong đó có anh Đặng Chí Hùng, đã khởi xướng từ những năm 2011, và chúng ta cũng đã thu thập được rất là nhiều bằng chứng về tội ác của Cộng sản. Thì quý vị nào muốn biết thêm thông tin thì có thể gửi về email tố cáo cộng sản @gmail.com để mà biết thêm thông tin, hoặc muốn góp ý, góp sức hay là bất cứ hình thức nào, thì chúng ta toàn dân Việt Nam có thể cùng chung sức để mà làm một cái gì đó, hy vọng là có thể được được có kết quả, vì chúng ta coi như bây giờ cũng cũng không còn cách nào khác nữa. Thưa Tường Minh và thưa quý vị, không biết là chị Tường Nhã có thêm ý kiến gì không ạ? Mình muốn có một cái tâm tư đến các bạn trẻ tại hải ngoại. Mình cũng đã là làm thiện nguyện rất là nhiều, và mình nghe các bạn thì nói là chúng em chỉ muốn bảo tồn văn hóa và không muốn dính líu gì đến chính trị hết. Nhưng mà thực sự ra thì văn hóa của một đất nước thì bao gồm kinh tế, xã hội và cả chính trị nữa. Các bạn trẻ ở đây không có ngần ngại khi mà làm những cái lễ hội ẩm thực, lễ hội thời trang, làm những cái chương trình thiện nguyện cho người nghèo, cho em. Nhưng mà mỗi lần mà có những cái đóng góp mà cần các bạn lên tiếng và trong những cái công cuộc mà thay đổi dân tộc cho dân chủ, thì các bạn tuyên bố là không muốn dính líu đến chính trị. Thì mình muốn đặt cái câu hỏi là nếu như mà các bạn thật sự yêu văn hóa của mình, mà văn hóa nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến bởi những cái gì đang xảy ra trong quê hương của mình, thì văn hóa đó có còn tồn tại cho các bạn trẻ tiếp tục để mà tôn vinh hay không? Dĩ nhiên tôn vinh là một cái chuyện rất là tốt, nhưng mà mình phải làm
thêm hơn nữa. Tại Hồng Kông năm 2014 thì những người mà khởi xướng phong trào Dừa Vàng là những sinh viên, cho nên cụ thể là các bạn sinh viên ở hải ngoại, các bạn chuyên viên trẻ có thể làm những một trong những cái điều sau đây. Có thể lên tiếng phản đối, cái đó là một cái điều dễ dàng nhất mà rất là nhiều bạn vẫn chưa có thực hiện. Có thể tổ chức các buổi biểu tình ở tại hải ngoại để mà hỗ trợ tinh thần cho các bạn trong nước. Các bạn cũng có thể liên kết và hỗ trợ các nhóm bạn trẻ đang tố tranh trên nhân quyền trong nước. Các bạn cũng có thể viết thư cho các đại diện chính quyền tại địa phương này để lên án chế độ độc tài mà tàn bạo của cộng sản, để mà mình có một gây nên một cái tiếng vang quốc tế về cái vấn đề này. Mình cũng biết là có rất là cao là quốc hội cũng sẽ thông qua đạo luật này, nhưng mà mình cảm thấy là tất cả mọi người và nhất là giới trẻ phải lên tiếng nói, tại vì khi mình nói càng ồn ào càng vang vọng thì nó sẽ lại để lại một câu dấu ấn trong lịch sử rằng là chúng ta đồng lòng phản đối cái việc cướp đất này, và song song với cái việc cướp đất là cái việc họ có dạ tâm muốn xóa sạch văn hóa của chúng ta. Nếu mà chúng ta yêu văn hóa thì chúng ta càng cố gắng gìn giữ nó. Tại vì nếu mà các bạn cứ hô hào tôn vinh văn hóa mà lại không làm gì để bảo tồn đất nước thì mai mốt các bạn không còn một văn hóa để bảo tồn nữa đâu. Chúng ta đã có 20 năm từ khởi nghĩa Nam Sơn đến nhà Lê, đó là 20 năm mà nhà Minh đã thống trị, chỉ 20 năm thôi mà trong đó là 20 năm tủi nhục nhất. Thì bây giờ thêm 99 năm thì các bạn nghĩ sao? Dạ đúng, Tường Minh cũng hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến của chị Tường Nhã. Chúng ta đừng có làm nô lệ trên quê hương của mình, và nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta có thể cam lòng nhìn đất nước của tổ tiên mình để lại từng mảnh bị xé đi bán như vậy, chúng ta thấy người Việt phải nói tiếng Tàu trên đất nước của mình có thể bị thành công dân hạng nhì và phải theo cái sự sai khiến của ngoại bang, thì những ai mà có thể cam tâm thực hiện những cái điều đó thì mới có thể im lặng mà thôi. Kính thưa quý vị, thì người ta có một cái câu từ xưa đến nay, đó là quốc gia lâm nguy thì thất phu hữu trách. Tụi mình cũng được biết là trong nước đã có những cái lời kêu gọi sẽ có tổng biểu tình vào Chủ nhật ngày 10 tây tháng 6 sắp tới. Thì không biết là phía bên hải ngoại thì chúng ta, tụi mình chưa thấy có những lời kêu gọi để mà cùng với những người trong nước đứng ra tổ chức biểu tình, thì không biết ở Canada có những cái chuẩn bị có những cái biểu tình gì không mà thưa quý anh chị? Về cái phản ứng của người người Việt ở Canada đó, thì tại vì chúng tôi ở trong thành phố Toronto là thành phố phía đông của Canada, và cũng không có, cho tới hôm nay thì không biết là có chính xác hay không, nhưng mà về stream tôi thì chưa nghe được cái phản ứng nào của về phía cộng đồng. Phần lớn là phản ứng của những cá nhân, mà đa số là chúng ta thấy ở trên Facebook của những người bạn, ở trong những cái trang Facebook của họ, thì cái sự phản đối đó rất là lớn, và rất là coi như là rất là nhiều người phản đối chứ không phải chỉ riêng một vài người. Nhưng mà nói về phía tổ chức của cộng đồng thì có thể là tôi không có được cập nhật khóa, thành ra không có biết rõ, thì không biết anh Hương và Thanh Nhã có biết gì, Tường Nhã có biết gì về những phản ứng của cộng đồng ở đây hoặc là những thành phố khác như là Montreal hoặc là Vancouver hay không? Xin cho biết. Dạ, thì Tường Nhã có được biết là như là vào ngày 10, 11 và 12 thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ghé qua Montreal. Và cộng đồng Canada ở Montreal đang có những cái dự tính là sẽ biểu tình trước những cái nơi mà ông ta sẽ ghé. Mình muốn đọc thêm một cái thông tin về cái biểu tình đó để cho các bạn ở Canada, đặc biệt là ở Montreal, có thể tham gia là thông báo biểu tình chống Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc đến Canada. Thì mọi chi tiết mà di chuyển họ sẽ xảy ra vào ngày 9 tháng 6 năm 2018, và mọi chi tiết thì có thể liên lạc anh Trần Minh Thành
số 416-737-9883 và anh Nguyễn Hưng Quốc 416-508-7909. Đây không, Từ Nhã không biết là cái tổ chức nào và cũng không biết những cái tổ chức này, nhưng mà đã được biết đó là một trong những cái biểu tình mà đang được tổ chức tại Canada. Dạ vâng, cảm ơn về cái thông tin của chị Tường Nhã. Không biết là chị Thanh Hương có muốn nói gì không? Vâng, thì mình thấy thì mấy chục năm qua rồi thì những cái cuộc biểu tình nó không bao giờ chấm dứt, vì nhà cầm quyền cộng sản nó vẫn còn đó. Mà khi mà nhà cầm quyền cộng sản vẫn còn đó thì tù nhân lương tâm sẽ vẫn còn, và những người dân oan sẽ vẫn còn, và những cái vấn nạn xã hội cũng sẽ vẫn còn. Cho nên chúng ta, theo Thanh Hương nghĩ thì chúng ta nên đối diện với cái gốc của căn bệnh, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, và toàn dân nên tìm cách làm sao để mà chúng ta có thể thay đổi chế độ để tìm đường cứu nước. Đó là sự thật. Chứ mà bây giờ chúng ta chỉ phản đối này hết phản đối kia thì cái cũng sẽ không bao giờ thay đổi được cái bản chất của họ. Cho nên thì theo Thanh Hương thì cái việc mà chúng ta nên làm bây giờ là toàn dân cùng tố cáo Đảng Cộng sản ra tòa án quốc tế, và khi mà có kết quả rồi thì chúng ta có thể dùng cái kết quả đó để mà cho toàn dân thức tỉnh và thấy được rằng cái đảng đang nắm quyền là một cái đảng mà là tội đồ của dân tộc Việt Nam, thì hy vọng lúc đó thì chúng ta mới có đường mà thoát thôi. Chứ mà bây giờ hết gây quỹ này cho tù nhân lương tâm này, lại gây quỹ cho tù nhân lương tâm khác, thì nó sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Thưa quý vị khán giả và thưa Tường Minh. Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Hương. Và chúng ta chỉ còn khoảng 2 phút trong chương trình ngày hôm nay. Lời cuối cùng thì chắc chắn là tất cả những người trong chương trình Câu chuyện Việt Nam cũng muốn đưa ra, đó là làm như thế nào để cho những bạn trẻ vẫn còn e dè, vẫn còn chờ đợi, vẫn còn sợ, có thể cùng với chúng ta, những người trong Việt Nam cũng như là ở hải ngoại, có thể góp tiếng nói của mình thành một cái làn sóng để chống lại cái việc trước mắt là 99 năm một cái đặc khu dành cho tàu ở trên đất nước của Việt Nam, và tiếp theo thì cũng nhân cái cơ hội này cũng có thể làm một cái làn sóng mạnh hơn để mà có thể lật đổ chế độ Việt Nam. Không biết là quý anh chị có những cái lời kêu gọi nào thiết thực nhất dành cho những giới trẻ trong và ngoài nước, thưa quý anh chị? Thưa quý xin rất là đồng ý với ý kiến vừa rồi của Thanh Hương về vấn đề là mình phải làm sao mà triệt được cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cái đó là cái mà, bởi vì đó là cái nguyên nhân tối hậu nó gây lên những cái thảm cảnh ở Việt Nam. Thế nhưng mà tôi cũng xin thêm như thế này, là mình có thể đưa Đảng Cộng sản Việt Nam ra trước tòa án quốc tế, mình có thể tố cáo tất cả tội ác của Cộng sản vân vân, bởi vì đó là cái mô ung thư rất là lớn trên cơ thể Việt Nam. Nhưng mà cái ung thư đó nó gây ra những cái triệu chứng khác như là nhức đầu, ói mửa, đau bụng vân vân. Thì đồng thời để mà trước khi mà giải phẫu cái ung thư, mình vẫn phải cho bệnh nhân uống thuốc nhức đầu, vẫn phải cho uống thuốc đau bụng. Và vì vậy cho nên những cái cuộc biểu tình vẫn là rất quan trọng. Và đối tiện đây tôi cũng xin gửi lời tri ân đến tất cả những đồng bào, những anh chị mà ở những thành phố khác thì không nói rồi, nhưng mà riêng ở Toronto thì họ rất là nhiệt tình trong những cái cuộc mà biểu tình chống lại những cái đám phản công của Việt Cộng, ví dụ như là Thu Phương hoặc là Đàm Vĩnh Hương tới ca. Thì trong những cái buổi tối mà văn nghệ ấy, mặc dù là trời tuyết rất là lạnh mà thấy có nhiều người rất là lớn tuổi, nhiều cụ nữa, mặc áo mùa đông thật là dày, trông giống như là những con gấu cũng bắc cực vậy, nhưng mà vẫn đứng run rẩy, nhưng mà phản đối những tên văn công nó đem văn hóa Việt Cộng tới cái vùng đất tự do này. Thì tôi rất là ngưỡng mộ những hình ảnh đó. Và trước khi mà tôi nói hơi nhiều, mà trước khi mà kết thúc, xin phép được thêm một cái điểm nữa để chúng ta thấy cái điểm cụ thể của cái chuyện nguy hại của cái chuyện mà cho Trung Cộng thuê đất cho chúng sử dụng cái đặc khu, là cái quốc hội họ đưa ra cái dự thảo luật, nó có cái khoản 3 điều 7 gì đó, là cái điều luật nó giải quyết tranh chấp trong những hoạt động đầu tư. Là ví dụ đơn giản như thế này, là ví dụ như xảy ra giữa cái tranh chấp của người Việt Nam với người Tàu ở trong cái khu đặc khu đó, thì tòa án của người Tàu sẽ phán quyết, chứ tòa án Việt Nam không có quyền, mặc dù công dân Việt Nam có dính líu trong cái phiên xử đó. Và nếu như bất đồng ý kiến với nhau trong phiên tòa thì sẽ đưa lên tòa án cao hơn, và tòa án cao hơn là ở Bắc Kinh chứ không phải Hà Nội. Chúng ta mất hoàn toàn cái quyền tài phán ở Việt Nam, thưa quý vị.
Dạ vâng, khi mà anh nhà văn Hoàng Chính đưa lên cái điều đó thì chúng ta càng thấy là chúng ta càng cần phải lên tiếng, bất cứ một ai dù ở đâu đi nữa thì chúng ta cũng phải lên tiếng để mà chống đối cái chuyện này. Tuy là một những cái lời của chúng ta rất là bé nhỏ ngày hôm nay nhưng mà nhiều tiếng nói thì cũng sẽ thành một cái tiếng vang rất là lớn, phải không thưa quý anh chị? Dạ vâng, và Tường Minh cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã tham gia trong chương trình Câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay. Chuyện này thì trong vòng một tiếng đồng hồ chúng ta không thể nào mà nói hết được. Hy vọng là chúng ta sẽ có dịp để quay trở lại để bàn thêm chi tiết hơn về những cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam đang dần dần bán đất của tổ tiên ông bà chúng ta đã dày công dựng nên và giữ trong suốt bao nhiêu năm qua. Tường Minh xin gửi lời chào đến quý anh chị ạ. Dạ, xin kính chào Tường Minh và cảm ơn Tường Minh đã cho Thanh Hư thời gian lên đây chia sẻ những tâm tư, và hy vọng là những ngày tới đây thì người dân ở quốc nội sẽ can đảm, dũng cảm lên để mà cùng nhau xuống đường để mà phản đối những cái gì đang xảy ra trên quê hương của mình. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Vâng, xin cảm ơn Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn quý vị và mong quý vị không tiếp tục ngồi im trên sự đau khổ triền miên của ông bà và trên sự diệt vong cấp bách của thế hệ con cháu. Hãy xuống đường và hãy phản đối. Dạ vâng, xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Mong là sẽ gặp lại quý anh chị trong những chương trình lần sau. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Và sau đây là một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.